second beat của tay nó bạc, mình thấy hôm nay second beat bên đó. Quay được anh tắt đi, hết pin bây giờ. Chút rồi quay tiếp. Thấy không? Thấy mong đẹp không? Đó, thấy cộng đồng mạng thấy mong luôn. Đó. À, hôm nay là đi đám cưới của đứa cháu con và chị bên web của cô nhà hàng của Tây. Thấy nó cũng là lạ. Xa là biển. Chắc cộng đồng mạng chắc cũng quen thuộc với bé Phượng trong những cái show ca nhạc bé Phượng ngồi coi, mà bé Phượng không có nhảy, bé Phượng ngồi coi ăn thôi, ăn với coi thôi. Đây kia là bà chị, đây kia bà chị, đây mình rể, đây như là con của bà chị là cái chị đang đứng nè, hôm nay đám cưới, đó. Kia mình là cậu, đó. Thì tổ chức thì cũng vui tới thời điểm này là cũng 7 giờ mấy rồi nhưng mà cũng chưa có khai mạc, tại vì cũng đang chờ tất cả những cũng người khách lại. Giờ này là cũng mình nghĩ là giờ này cũng 7 giờ rồi chứ không có 6 rưỡi. Ông đi chưa tới chưa? Sắp tới.